Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego, đó là anh Phan Trung Kiên. Chào anh Kiên. Vâng, chào Vân Anh, xin kính chào quý khán thính giả của đài VNTV qua chương trình Bạn Có Biết hôm nay. Vâng, thưa quý vị, anh Phan Trung Kiên là, như Vân Anh đã thưa với quý vị, là một khuôn mặt rất là quen thuộc. Anh là người sáng lập công ty PNA Insurance từ năm 1988, chuyên gửi đến quý vị tất cả những dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà, đúng rồi, tất cả các loại bảo hiểm để cho chúng ta yên tâm mà đi làm cũng như là sinh sống tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì công ty của anh Phan Trung Kiên có thêm một cái dịch vụ mới nữa mà ngày hôm nay anh xin được thưa với quý vị về cái dịch vụ mới này, đó là chương trình EB-5. Như vậy, EB-5 là như thế nào? Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện sau đây. Thưa anh Kim, thời gian sau này thì chúng ta nghe rất là nhiều về chương trình EB-5, tức là những người Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ theo một cái diện gọi là đầu tư. Thì ngày hôm nay xin anh cho quý vị khán giả được biết EB-5 là thế nào thưa anh? Thưa Vân Anh, thưa quý khán thính giả, chương trình EB-5 được chính phủ hình thành từ năm 1990, viết tắt của chữ Employment Based Fifth Category, cho nên mình viết chữ EB-5. Thì EB-5 để khuyến khích những nhà đầu tư ngoại quốc mang tiền đến đầu tư vào những cái thành phố mà hoang vắng hay là những thành phố có thất nghiệp cao. Thì từ năm 1990 rồi sau đó 92 quốc hội tu chính một cái đạo luật nữa, thay vì người ta bỏ ra 1 triệu đồng người ta mở một cái nhà hàng đi, tuyển 10 nhân công full time, thì làm thế nào để 2 năm đầu tiên không bị lỗ và vẫn duy trì 10 nhân công đó. Rồi sau 2 năm đó, lẽ dĩ nhiên từ thời gian nộp đơn cho đến khi hình thành đến qua Mỹ là khoảng từ 1.5 năm cho đến 2 năm. Thì 2 năm đó không được lỗ và không được mướn ít hơn 10 nhân công. Thì quốc hội tu chính là thay vì họ mở nhà hàng, họ mở cái business riêng, thì họ có một cái chương trình là trung tâm vùng, là regional center. Mà thay vì regional center thì người ta chỉ đầu tư vô 500 ngàn hoặc là 1 triệu cho những cái vùng mà thất nghiệp cao, hoặc là một cái thành phố đông đúc là thành phố thất nghiệp thấp. Thì cũng có 2 cái chương trình như vậy, là direct và indirect. Direct là mình tự mở business, mình mướn nhân công, mình điều hành cái business, rồi sau đó sở di trú cấp một cái thẻ xanh 10 năm và 3 năm sau thì họ có thể vào quốc tịch. Cái hay cái chỗ này là Vân Anh, khi mà một nhà đầu tư họ đầu tư vào cái chương trình này thì cả nhà, vợ chồng, con cái dưới 21 tuổi được đi theo sang Mỹ với nhà đầu tư này. Và thưa quý vị, vì chương trình này là chương trình trong chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, cho nên là cho tất cả các sắc dân khác, chứ không phải là người Việt Nam, phải không? Đúng, anh Kim? Đúng Vân Anh. Thưa quý vị, mỗi năm sở di trú cấp ra 10.000 chiếu khoán, cái gọi là visa cho tất cả các cư dân trên thế giới. Nhưng mà những năm gần đây thì Trung Quốc quá tải, tại vì mỗi năm mỗi nước chỉ được 700 maximum, thì những nước khác không sử dụng, thì cái số visa còn lại chuyển sang cho những nước khác mà có nhu cầu. Thì Trung Quốc là một nước là đông di dân theo cái diện này, cho nên người ta phải chờ đến 4-5 năm. Và gần đây Việt Nam của chúng ta có một con số visa tăng lên rất là khá cao, mà chúng ta nghĩ rằng năm nay hay năm tới thì cái số 700 đó chắc chắn sẽ cũng meet cái quota này, thưa Vân Anh, thưa quý vị. Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì anh có thể sơ qua về cái điều kiện như thế nào để được nộp đơn trong cái diện này, và bao lâu thì sẽ được đặt chân tới Hoa Kỳ thưa anh? Vâng, thưa Vân Anh, thưa quý vị, như chúng tôi làm bảo hiểm mà khoảng 5 năm gần đây, chúng tôi cũng phụ giúp những người bạn của chúng tôi theo dõi cũng như là làm cái hồ sơ cho họ, nhưng mà chúng tôi không có announce là chúng tôi làm cái dịch vụ này. Tuy nhiên gần đây là có những cái cải tổ và những người nói ô anh làm cái này, anh qua đây anh giúp đỡ chúng tôi tận tình như vậy, tại sao anh không làm? Và thưa quý vị, từ ngày nộp đơn, nếu mà chúng tôi đang nói về cái chương trình vùng đó, Regional Center thì 500 ngàn đi, để cho nó dễ cho cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có 15 phút, cho nên Phan Trung Kiên xin vắn tắt là từ ngày nộp đơn cho đến ngày đi sang Mỹ là nhanh nhất là cũng khoảng 18 tháng, trung bình là từ 18 tháng cho đến
2 năm. Ừ. Đó là cái thời gian tính, và điều kiện là nhà đầu tư này phải có ít nhất là 1 triệu đồng trong ngân hàng. Ừ. Hoặc giả là hai vợ chồng đi làm income phải là 300 ngàn. Ừ. Hoặc là có business chứng minh rằng là một người làm thì có 200 ngàn đô la. Ừ. Để làm sao chắc chắn lúc mà interview đó, cái người lãnh sự họ sẽ hỏi số tiền này đâu ra, thì cái nhà đầu tư phải chứng minh là tiền này là tiền tôi có từ bất động sản của tôi có từ business của tôi đó, thưa quý vị, chứ không phải là đồng tiền không có nguồn gốc. Và khi mà tới Hoa Kỳ thì có thể sang liền phải không anh? Và khi mà đặt chân đến Hoa Kỳ thì khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau là thẻ xanh gửi đến nhà, hoặc là gửi đến cái văn phòng dịch vụ hay là văn phòng luật sư, tùy theo nhà đầu tư chọn lúc mà đến cửa khẩu của Hoa Kỳ. Dạ vâng. Và anh nói là khoảng 1 tuần sau thì sẽ có thẻ xanh phải không anh? Và cái thẻ xanh đó thì có giá trị trong bao năm anh? Và thẻ xanh này gọi là thẻ xanh có điều kiện. Làm sao? Vì sao? Tại vì cái đầu tư này phải lời và ít nhất 10 nhân công. Cho nên là sở di trú họ cấp thẻ xanh chỉ có 2 năm mà thôi. Thì trong 2 năm đó, cái người chủ hộ đứng cái chủ của cái chương trình đầu tư này thì không quá ở ngoài nước Mỹ, không sinh sống ở ngoài nước Mỹ quá 6 tháng. Và con cái của họ được đi học trường công. Họ sống bất cứ nơi đâu, không cần phải sống gần cái dự án mà họ đã đầu tư, thưa quý vị. Sau 2 năm thì họ phỏng vấn lại để được cái thẻ xanh vĩnh viễn, là thẻ xanh 10 năm. Mình dùng chữ vĩnh viễn chứ thật sự thẻ xanh đó là 10 năm. Tại 2 năm điều kiện có điều kiện là đã qua, thì 3 năm sau khi mà có thẻ xanh permanent á, thì 2 năm cộng với 3 năm là 5 năm, thì lúc bây giờ họ vô quốc tịch. Thì đặc biệt là cái dự án này, họ đầu tư 500 ngàn, thì lúc mà 5 năm sau khi người ta đặt chân đến Hoa Kỳ thì số tiền mà người ta đầu tư vào, cái chủ dự án sẽ trả tiền lại cộng với tiền lời. Cho nên thưa quý vị, một gia đình 3 đứa con là 5 người bỏ ra 500 ngàn, 5 năm sau lấy lại 500 ngàn, thêm 25 ngàn tiền lời nữa, mỗi năm 5 ngàn tiền lời đó thưa quý vị, thì 525 ngàn. Cộng với cái phí của administration fee của cái dự án thì tùy theo mỗi dự án, thưa Vân Anh, thưa quý vị. Vâng, và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó, anh Phan Trung Kiên, Vân Anh cũng có nghe một số tin tức về cái dự án này, là sẽ có những cái thay đổi gì nội trong tháng này, thì anh có thể update cho quý vị khán giả được biết không anh? Vâng, thưa Vân Anh, trong đây là mấy một ngày tin rất là nóng. Và trong mấy ngày vừa qua chúng tôi cũng theo dõi sát về cái tin tức này, tại vì tháng 3, 23 là cái ngày đáo hạn của cái gói kinh tế để cho chính phủ khỏi đóng cửa, đúng không? Tại vì trong đúng năm rồi. Trong 3 năm vừa rồi chúng ta có ít nhất là, nếu mà Phan Trung Nghiên không làm, là chúng ta có 6 lần chính phủ đóng cửa tại vì tiền không đủ. Government shutdown phải không anh? Thì theo chúng tôi được biết thì cách đây 1-2 tháng thì Quốc hội cũng như Sở Di trú đang thương lượng để cải tổ, là reform cái đạo luật EB-5 này. Một là tăng giá, hai là như thế nào đó. Thì chúng ta được biết cái reform đó không tiến hành theo tính tới thời điểm này. Và chúng tôi nghĩ rằng 1.3 ngàn tỷ mà giữa Quốc hội cũng như là chính phủ Donald Trump đang thương lượng, thì cái chương trình EB-5 này sẽ tiếp tục cho đến tháng 9 ngày 30 năm 2018, thưa Vân Anh. Thưa anh Vân Anh, thấy là anh có một cái cuốn sách nói là về dự án, thì anh có thể nói thêm về chương trình này. Dự án này là dự án khách sạn Hyatt Hotel, mà quý vị biết là khách sạn này là cái tên Hyatt là quý vị cũng đã biết rồi, nằm ngay thành phố Los Angeles. Los Angeles là ngay khu Đại Hàng, đường số 6 và Sorrento. Thì dự án này là tổng chi là khoảng 218 triệu. Chủ đầu tư bỏ ra 30 triệu mua đất và nhà băng đã cho vay 134 triệu. Còn lại là 50 triệu là 100 suất visa. Hiện tại chúng tôi đã bán trên 60 suất rồi, chỉ còn 40 suất nữa. Thì nếu mà quý vị có những nhu cầu, hoặc là bà con, bạn bè có những nhu cầu thì liên lạc với chúng tôi ngay trên Los Angeles. Đa số ngoài kia ở Việt Nam bây giờ, nói thật là nói tới EB-5 thì có nhiều người chán chường lắm. Tại vì giả thật thật có quá nhiều trên Google có địa chỉ, nhưng mà khi người thân ở tới đó thì không có cái chương trình project. Cho nên là quý vị nên tìm hiểu hoặc vào website USCIS.gov
Click chữ EB-5 rồi xuống chữ Regional Center để biết rằng cái dự án này có thật hay là không. Wow. Dự án này đã được chính phủ cũng như là Sở Di trú chấp thuận hồi 2014. Và tháng 2 vừa rồi được Sở Di trú chấp thuận là một dự án kiểu mẫu, exemplar project, tại vì có 192 phòng khách sạn 2S, bên trên lầu từ 9 đến 20 có 120 căn hộ, nó gọi là condotel đó. Rồi cái dưới tầng trệt đó là shopping center, cho nên là vừa shopping center, vừa Hyatt Hotel và vừa căn hộ. Cho nên nhà đầu tư muốn đầu tư EB-5 để được thẻ xanh và có thể làm chủ căn hộ nếu người ta có nhu cầu. Thưa Văn Anh, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có số điện thoại của anh Phan Trung Kiên trên màn ảnh để quý vị có tất cả những cái thắc mắc liên quan đến cái talk show ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể gọi cho anh để anh tham khảo với anh Phan Trung Kiên. Nếu quý vị mà đưa con em đi du học thì mỗi năm quý vị cũng biết là mỗi em là bao nhiêu năm rồi. Còn trên chương trình này là quý vị học trường công, không có tốn tiền nếu mà học high school, hưởng những cái chương trình giống như là những người đã từng tới đây trước đây theo cái diện tị nạn. Tuy nhiên, quý vị đến 500.000 đầu tư vô, 5 năm sau nếu mà dự án đó thiết thực, khả thi thì 500.000 của quý vị được trả lại cộng với 25.000 tiền lời. Có những cái dự án khác họ chỉ trả khoảng 6-7.000 tiền lời thôi. Tuy nhiên cái tiền đó rất là nhỏ mà cái số vốn mình đầu tư mình không mất là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì 500.000 là khoảng trên 10 tỷ, rất là khó cho đồng hương cũng như bà con của chúng ta ở Việt Nam, thưa quý vị, thưa Văn Anh. Thưa anh Kiên, tại vì là đầu tư, mà đầu tư là cũng có cái rủi ro phải không anh? Như vậy thì có những cái trường hợp nào mà vì cái business của chúng ta làm nó không có lời và chúng ta không được trả tiền lại, hoặc là được trả mà không phải là với cái số tiền 500.000 chúng ta bỏ ra không anh? Không, chúng tôi cũng có những người bạn trước đây họ cũng đi những cái dự án là những người đầu tiên trong 9 người Việt Nam đầu tiên á, chúng tôi cũng quen ít nhất cũng một người trong đó. Thì thưa quý vị, có rủi ro, tại vì dự án ở tiểu bang miền Đông á, 2 năm đầu tiên vẫn ok, đến năm thứ 3 là năm chuẩn bị ở nhận thẻ xanh thì cái dự án đó bị trở ngại, bị trục trặc, cho nên trục trặc là sao, là phá sản đó, thưa quý vị. Bây giờ cái 500.000 của anh là rất là khó để lấy lại. Bên cạnh đó cái thẻ xanh, thưa quý vị, cái thẻ xanh của anh, tại vì 10 năm không được, họ không cho 10 năm sẽ xuống cho mình mà cho từng năm một để coi thử cái diễn tiến của cái chương trình mà dự án của anh đầu tư trước đây ra sao. Cho nên là có tiền mất, có tật mang, thưa quý vị. Cho nên không phải là cái chương trình nào cũng guarantee hết. Nếu mà Mỹ guarantee thì không phải là đầu tư, thưa quý vị. Mà khi mà những nhà đầu tư vô phỏng vấn, cái người tham gia phỏng vấn hỏi đó, anh có biết chương trình này là chương trình EB-5 là có bảo đảm hay không bảo đảm? Nếu mà người đã nói bảo đảm là rớt hồ sơ liền. Xin lỗi anh, Mỹ là không có gì bảo đảm hết. Cho nên quý vị nên tìm hiểu kỹ những cái project, những cái regional center là trung tâm vùng nào mà quý vị tin tưởng rằng cộng với là cái người đại diện như thế nào. Chúng tôi làm 30 năm trên lĩnh vực bảo hiểm, cho nên chúng tôi tìm hiểu ngay ở San Diego mình, thưa Văn Anh. Ngay gần Chula Vista mình này, cách 2 mile nữa là tới Mỹ. 970 căn hộ. Đang xây 600 triệu, một công ty không có vay ngân hàng và họ cũng cần cái chương trình đầu tư đó. Nếu mà bữa nào quý vị rảnh, bỏ 20 phút chạy xuống Chula Vista, một cái community center vừa hình thành và họ đã xây được khoảng 1/4 rồi, thưa Văn Anh, thưa quý vị. Trên những mạng xã hội cũng có nói về cái chương trình EB-5 này sẽ cắt rất là nhiều ngày 23 tháng 3 này. Tuy nhiên những cái bài báo đó đúng chứ không phải là không đúng, đúng. Họ dịch cái bản tin tháng 2 ngày 11 2018 trên website của lãnh sự quán, có nghĩa là không còn nữa, nhưng mà đó là cái bản tin đã audit rồi, cũ rồi. Còn chúng ta đang nói là bây giờ giữa tháng 3 rồi, thưa quý vị. Cho nên xin quý vị theo dõi những cái thông tin mới nhất ở trên website của chính phủ uscis.gov hoặc là những cái website mà chúng ta hay đọc cái tin tức của dòng chính, thưa quý vị, thưa Vân Anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Cảm ơn anh Phan Trung Kiên rất là nhiều. Và chúc cho quý vị may mắn nếu mà quý vị đang trên bước đường muốn apply cho chương trình EB-5. Và Vân Anh và anh Phan Trung Kiên xin thân ái chào tạm biệt.